Thì xin chào các em. Đầu tiên thì chúc các em có nhiều sức khỏe ha. Hôm nay thì dành ít thời gian thì giải tiếp đề ôn giữa kỳ số 2 cho chúng ta ha. Thật ra có rất nhiều đề, 6 đề lận, nhưng mà trong cái mùa này thì có nhiều công việc quá đi, nên thầy không giải được nhiều cho chúng ta. Hôm nay thì sẽ cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu ha. Đầu tiên là thầy sẽ nói như thế này nè, là thầy cũng có xây dựng nhiều cái video mà ôn tập kiểm tra giữa kỳ của năm ngoái á, chúng ta vẫn xài được. Chúng ta có thể là xem lại các video đó nha. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ bước vào cái câu 1 đề 2. Đề này khá dễ. Câu 1: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch LC được xác định bởi công thức nào? Thì chúng ta nhìn bốn công thức thì chúng ta chọn ngay đáp án A đúng nào? T bằng 2pi căn LC. Rất đơn giản ha. 1A. Ok chưa? Cái này thì không phải đọc đáp án làm gì. Rồi câu số 2. Chúng ta xem nè, mạch dao động LC lý tưởng, điện tích giữa hai bản tụ dao động với tần số F, năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch biến thiên với tần số thế nào? Chúng ta nhớ nè, năng lượng điện trường và năng lượng từ trường sẽ biến thiên với tần số là F phẩy, nó gấp đôi tần số dao động F. Đúng nào? Như vậy thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nó sẽ biến thiên với tần số là 2F. Câu C ha. Câu C. Câu 3. Khi nói về sóng điện từ, điều nào sau đây là không đúng? A. Trong quá trình lan truyền nó mang theo năng lượng. Đúng. B. Vector cường độ điện trường và vector cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng. Đúng. Câu C là trong quá trình truyền sóng, điện trường và từ trường luôn dao động vuông qua nhau. Thì cái câu này sai nè. Về phương á thì nó vuông góc nhau, còn về pha là nó sẽ là cùng pha nhau. Như vậy câu 3 chúng ta chọn câu 3C ha. Ok chưa? Là câu không đúng. Câu D, trong chân không, bước sóng của sóng điện từ tỷ lệ nghịch với tần số sóng. Đương nhiên rồi, trong môi trường nào đi chăng nữa thì bước sóng của sóng điện từ nó cũng luôn tỷ lệ nghịch với tần số. Các trò rõ chưa? Câu số 4, trong các loại sóng vô tuyến thì A, sóng dài truyền tốt trong nước. Đúng rồi, sóng dài dùng để liên lạc với nước là truyền tốt trong nước. Ok chưa? 4A. Câu B là sóng ngắn bị tần điện lý hấp thụ, nó phản xạ mạnh chứ. C, sóng trung truyền tốt vào ban ngày là sai, sóng trung truyền tốt vào ban đêm nhé. Câu D, sóng cực ngắn bị phản xạ ở tần điện ly, sai ở chỗ nào? Nó xuyên qua luôn cả tần điện ly. Bây giờ là 7:35 rồi. Hy vọng rằng thầy sẽ giải được ít đề nữa giúp các em ha. Câu số 5. Hệ thống phát thanh gồm máy phát thanh đấy các em. Sơ đồ nó gồm 5 bộ phận. Cái micro á, ở đây gọi là ống nối. 5 bộ phận đó là micro, mạch phát sóng điện từ cao tần, biến điệu, phết đại và cuối cùng anten phát. Như vậy thì để đỡ tốn năng lượng, thầy phanh ngay đáp án A nha. Ống nối là micro nè, dao động cao tần, biến điệu, phết đại cao tần và cuối cùng là anten phát. Câu số 6. Chiết xuất của thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím lần lượt là N đỏ, N vàng, N tím. Chọn sắp xếp đúng. Này, từ bé tới lớn mà dễ lắm. Màu tím là màu có chiết xuất lớn nhất, màu đỏ là màu có chiết xuất nhỏ nhất. Vậy đúng thứ tự đỏ vàng tới tím luôn. Câu C. Ok chưa? Câu này cũng khá cơ bản phải không nào? Câu số 7. Chọn đúng khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng. A. Chùm sáng màu đỏ bị lệch nhiều nhất. Sai rồi, trong hiện tượng tán sắc ánh sáng tia đỏ lệch ít nhất. Câu B. Chùm sáng màu tím bị lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. Câu B sai luôn. Câu C, chùm sáng màu đỏ bị lệch ít nhất. Đúng, chuẩn xác.
Câu C ha. Tia tím á, lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít, ít nhất. Chúng ta chọn câu 7C nha. Câu số 8. Hiện tượng giao thoa sóng, ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn. Hai nguồn thế nào mới gây được hiện tượng giao thoa? Hai cái nguồn nó phải thỏa điều kiện kết hợp mới gây được hiện tượng giao thoa. Câu C. Đồng ý chưa? Câu 9. Công thức xác định vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa là x bằng k lambda d trên a, x sáng bằng k lambda d trên a. Câu D ha. Học thuộc công thức là được. Câu số 10. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ? A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng ấy. Cái này sai. Vì lý do quang phổ liên tục là không phụ thuộc cấu tạo nguồn sáng, nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt, nhiệt độ mà thôi. Ok chưa? Câu A sai. Câu B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó. Câu trả lời này là câu chính xác nhất nè, câu này đúng nè. C là để thu được phổ hấp thụ thì nhiệt độ đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ nguồn phát sáng ra quang phổ liên tục. Là sai, sai chỗ cao hơn, nó phải là sao? Thấp hơn mới đúng. Ok chưa? Câu D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi nó được nung nóng. Một cái vật rắn bị nung nóng nó sẽ phát ra quang phổ liên tục. Ok chưa? Còn áp suất thấp thì nó sẽ cho quang phổ bạch phát xạ. Các câu đó chứ. Rồi, chúng ta đến câu số 11. Máy quang phổ là dụng cụ dùng để làm cái gì nào? A. Đo bước sóng của các vạch phân phổ. B. Tiến hành các phép phân tích quang phổ. C. Quan sát và chụp quang phổ của các vật. D. Phân tích một chùm sáng phức tạp thành những phần đơn sắc. Câu dài nhất là câu đúng, đúng nào. Máy quang phổ lăng kính là phân tích một chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc. Câu D. Câu số 12. Tính chất nổi bật nhất của tia hồng ngoại là gì? Tia hồng ngoại nổi bật nhất đó chính là tác dụng nhiệt. Đồng ý chưa? Tác dụng nhiệt. Ok ha. Câu 13. Kết luận nào sau đây là sai với tia tử ngoại? A là truyền được trong chân không, là đúng rồi. B là có khả năng làm ion hóa chất khí, đúng rồi. C là không bị nước và thủy tinh hấp thụ, cái này sai nè. Cái tia tử ngoại á, nó bị nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh nha các em. Nhớ kỹ nghe, tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh. Câu D là bước sóng, có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tím, đúng rồi. Câu số 14. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tia tử ngoại? A. Tia tử ngoại là một bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tia tử ngoại sao nhìn thấy được, đúng không? B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có tỷ khối lớn phát ra, không phải đâu. C. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím. Câu này đúng nè. Nhớ kỹ nghe. Câu D khỏi đọc đi ha. Bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím ha. Câu 15. Trong chân không, các bước xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là bước sóng giảm dần hả? Đáp án câu A luôn rồi. Yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Tia hồng ngoại tới ánh sáng tím là ánh sáng nhìn thấy á. Tới tia tử ngoại rồi cuối cùng là tia X. Tia X là tia Röntgen nha. Em nào mà học thuộc thang sóng điện từ là sẽ giải được rất nhiều câu trong cái đề ôn giữa kỳ hai lần này. Ok chưa? Câu số 16. Tia X có A là cùng bản chất với sóng âm. Sao cùng được? Sóng âm là sóng cơ. Đây có câu C nè. Cùng bản chất với sóng vô tuyến.
TX và sóng vô tuyến đều nằm trong thang sóng điện từ nên nó là sóng điện từ. Ok chưa? Vậy TX sẽ có cùng bản chất với sóng vô tuyến, đều là sóng điện từ. Câu số 17. Nếu tăng điện dung của mạch dao động lên 8 lần, đồng thời giảm độ tự cảm đi 2 lần, thì tần số riêng của mạch sẽ thế nào? Thì cái câu này tần số sẽ giảm xuống 2 lần. Thế tại sao giảm xuống 2 lần? Các em biết không? Chúng ta có công thức là F bằng 1 trên 2π căn L nhân C. Các em xem thầy biện luận nè. Bây giờ chúng ta xem nè, L điện dung tăng 8 lần là C tăng 8 là nhân 8 nè. Độ tự cảm giảm đi 2 lần, L giảm 2 là chia 2. 8 chia 2 là 4, lấy căn ra là 2. Lưu ý căn LC nằm dưới mẫu có nào? Vậy số 2 mình thu được nằm dưới mẫu là 1 trên 2. Như vậy thì giảm 2 lần, đúng nào? C tăng 8 là nhân 8, L giảm 2 là chia 2, 8 chia 2 ra 4, lấy căn là 2. Số 2 nằm dưới mẫu là giảm 2 lần. Ok chưa? Rồi, chúng ta đến câu số 18. Bấm máy đuôi với thầy nghe, thật ra thầy không biết đáp án đâu. Câu số 18. Ở trên này câu 17 ha. 17 nè. 18 giải sao đây? Dao động điện từ có chu kỳ là 3,14 nhân 10 mũ trừ 7 giây. Điện tích cực đại là 5 nhân 10 mũ trừ 9. Biên độ của cường độ dòng điện là I0 đấy. Chúng ta có công thức là T bằng 2π nhân Q0 và chia I0. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm được I0 bằng 2π nè, Q0 là bao nhiêu? 5 nhân 10 mũ trừ 9 và chia cho T là 3,14, 3,14 là π á, nhân cho 10 mũ trừ 7. Nhớ ngang 3,14 thì viết lại là chữ π nha các em ha. Vậy kết quả ra như sau. Kết quả I0 sẽ ra là 0,1 ampere. Thầy kiểm tra lại coi. Rồi đúng rồi. 0,1 ampere. Ok chưa? Rồi chúng ta đến câu số 19. Khi cho một cái dòng điện xôi chiều chạy qua một dây dẫn thẳng thì xung quanh dây dẫn này có cái gì? Xung quanh dây dẫn này có gì nào? Dòng điện xôi chiều á, dòng điện xôi chiều thì nó có điện tích dao động điều hòa nên sẽ có điện từ trường. Còn nếu người ta cho dòng điện một chiều thì nó chỉ có từ trường mà thôi. Câu 20. Nguyên tắc của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng gì? Để thu được sóng vô tuyến thì tần số máy phát với tần số máy thu nó phải bằng nhau, là nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Đồng ý chưa? Câu 21. Trong một cái môi trường có chiết xuất N, bước sóng ánh sáng đơn sắc thay đổi bao nhiêu lần so với trong chân không? Giảm N lần. Câu B. Tại sao giảm N lần biết không nào? Bởi vì lambda môi trường thì gọi lambda phẩy đi, bằng lambda trong chân không chia cho N. Như vậy thì khi mà đưa cái bức xạ từ môi trường chân không vào một cái môi trường trong suốt mình chia N, nên bước sóng sẽ giảm N lần. Ok chưa? Rồi câu số 22. Một nguồn sáng X phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm. Cái này sai chính tả nè, sai đơn vị nè. Đến khi y ân cho A nhỏ là 0,5 mm, mặt phẳng chứa X mỗi thay đến màng là 1 m, tính phẳng vân là tính y á. Y tính bằng thước gì? Y bằng lambda nhân D trên A. Lambda là 0,5. Nhân D là 1 và chia cho A là 0,5. Này ra được là 1 mm. Mà 1 mm mình chọn đáp án gì? Đáp án D. Ok chưa? Đáp án D. Câu 23. Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì quang phổ liên tục nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà thôi. Như vậy thì mình sẽ chọn đáp án là giống nhau nếu chúng có cùng nhiệt độ. Đồng ý chưa các em ha? Chúng ta cứ nhìn qua đáp án này giống nhau nếu có cùng nhiệt độ. Tại vì quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà thôi. Đồng ý chưa? Câu 24. Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ.
A là dựa vào quang phổ bạch hấp thụ và phát xạ. Ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng. Chuẩn rồi. Rất đúng. Câu B, mỗi nguyên tố hóa học đặc trưng bởi một quang phổ bạch phát xạ và một quang phổ bạch hấp thụ. Đúng rồi. Câu C là dựa vào quang phổ liên tục, ta biết được nhiệt độ của nguồn sáng. Đúng. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Đồng ý chưa? Câu D là dựa vào quang phổ liên tục, ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. Cái này chắc lắm. Tại vì quang phổ liên tục của tất cả các vật gắn lỏng khí đều là giống nhau nếu có cùng nhiệt độ. Câu số 25. Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại? A là làm ion hóa không khí. B có tác dụng chữa bệnh còi xương. Chỉ có tia tử ngoại mới chữa bệnh còi xương thôi. Làm phát quang một số chất, tia tử ngoại mới có, tia hồng ngoại không có nha. Câu D là có tác dụng lên kính ảnh. Thì mấy đứa lưu ý nè. Ở đây là mình chọn đáp án A ha. Câu này thì nó có cái tính chất chung của tia hồng ngoại, tia tử ngoại là làm ion hóa không khí. Còn tại sao tác dụng lên kính ảnh thầy không chọn? Thật ra cái câu này á, thầy có thể giải thích luôn nè. Tia hồng ngoại là tác dụng lên một số kính ảnh hồng ngoại. Còn tia tử ngoại á, là tác dụng mạnh lên các loại kính ảnh. Đúng không nào? Nên thành ra là nó cũng có sự khác biệt. Đồng ý chưa? Còn nếu mà xét về có tác dụng lên kính ảnh á, thì cả hai tia đều có nghe. Đồng ý chưa? Tính chất chung của tia hồng ngoại, tia tử ngoại thì mình cứ chọn A đi là ok nhất. Rồi câu 26. Một bức xạ truyền trong không khí với chu kỳ là 8,25 nhân 10 mũ trừ 6 giây. Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ? Cái này muốn trả lời được thì thầy Thanh phải tính lambda ra thôi chứ thầy không biết nói sao hết á. Thầy không thuộc cái chu kỳ, thầy thuộc bước sóng mà. Lambda nè bằng C nhỏ nhân T lớn. C nhỏ là 3 nhân 10 mũ 8 nè. T lớn là 8,25 nhân 10 mũ trừ 16 nè. Bấm máy cho thầy ha. Cái này ra là 24,75 nhân cho 10 mũ trừ 8 mét. Chúng ta đổi về đơn vị micromet là chúng ta nhân cho 10 mũ 6 nha. 1 mét là 10 mũ 6 micromet thì nó sẽ ra là 0,2475 micromet. Thì chúng ta nhìn là 0,24 nó sẽ nhỏ hơn 0,38. Tức là nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím đúng nào? Vậy thì cái bức xạ có chu kỳ 8,25 nhân 10 mũ trừ 16 giây này nó phải là thuộc cái vùng tử ngoại câu A ha. Các cậu rõ chưa? 26 mình chọn là câu A. Câu 27, trong các loại tia, tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại này sẽ chính tả nè. Tia đơn sắc màu lục, tia có tần số nhỏ nhất là, tần số nhỏ nhất thì bước sóng là lớn nhất. Đúng không? Ở đây là tia bước sóng lớn nhất là tia hồng ngoại. Câu B ha. Nhớ học thuộc thang sóng điện từ nha. Câu 28. Điều nào sau đây là sai khi nói về tính chất và công dụng của tia X? A là tác dụng lên kính ảnh làm phát quang, đúng. B có khả năng ion hóa, đúng. C có tác dụng vật lý là sai. Đồng ý chưa? Mình dùng từ tác dụng sinh lý là đúng, vật lý là sai. Tia X có khả năng đâm xuyên là đúng. Vậy 28 mình chọn C nha. Rồi tới câu 29 nè. Những câu này tính toán phải không? Rồi thì tí xíu. 29 nè. Thầy copy qua bảng phụ thì giải nha. Giải bên đây thoáng cho các trò xem dễ hiểu hơn. Rồi một cái mạch dao động gồm cuộn dây có L là 10 mũ trừ 3 Henry và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 40 picofarad đến 160 picofarad. Cái này là C1, này là C2 đi.
lấy bi 1 trên bi là 0,318 phải không nào? Tần số riêng của mạch dao động là ở đây tính hai cái f thôi. F1 bằng 1 trên 2 pi căn L nhân C1. Chúng ta thấy cái chỗ xuất hiện 1 trên pi chưa? Nè 1 trên pi nè. 1 trên pi mình thấy là 0,318. Ok chưa? Thế thì đề bài cho mà. Ở cái mẫu còn lại 2 nè, căn L là 10 mũ trừ 3. C1 là 40 picofarad là 40. Nhân cho 10 mũ trừ 12. Bấm máy cho thầy ra bao nhiêu? Kết quả ra là ô đẹp như mơ ta. Ra là 7,95 nhân 10 mũ 5. 7,95 nhân 10 mũ 5 đơn vị Hz. Ok em, cảm ơn em. Rồi, tiếp tục chúng ta tính F2 ha. Chúng ta nhớ nè, nếu C mà nhỏ nhất thì F là lớn nhất nha. Rồi, chúng ta tính F2 bằng 1 trên 2 pi căn L nhân với C2. 1 trên pi mình thấy là 0,318 nha. Ở mẫu vẫn tương tự như là căn còn số 2 với mẫu căn L là 10 mũ trừ 3. C2 là 160 nhân 10 mũ trừ 12. Chúng ta bấm kết quả ra bao nhiêu ha? Rồi thầy được kết quả như sau. 3,975 nhân 10 mũ 5. 3,975 nhân 10 mũ 5 Hz. Ok chưa? Như vậy thì trong trường hợp này, bài toán này chúng ta sẽ thu được cái dải tần số chạy từ 3,975 nhân 10 mũ 5 cho tới cái chỗ là 7,95 nhân 10 mũ 5. Và chúng ta lưu ý nè, thầy đã sử dụng cái chỗ 1 trên pi ở chỗ nào? Nè đây nè. Nguyên cái này chỉ là 1 trên pi nè, thấy chưa? Ở dưới cũng tương tự vậy. Và 1 trên pi mình thấy là nhiêu? 0,318 ha. Ok chưa? Đó. Rồi như vậy thầy vừa hướng dẫn chúng ta giải câu 29 ha. Ra đáp án C. Rồi chúng ta đến câu 30. Câu này thì nói chung khá dễ. Câu này giải nhanh, đỡ tốn thời gian. Câu 30. Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C1 thì mạch dao động với tần số 21 kHz ghép thêm tụ C2 với C1 thì mạch dao động có tần số 35 kHz. Cái này nói tiếp nha, C2 nói tiếp C1. Tần số dao động của mạch gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện C2 là bao nhiêu, tức là tính F2. Anh này là F nối tiếp nè. Đó, F nối tiếp nè. Ok chưa? 21 này là F1 nè. Vậy mình có công thức là F bình vương, F nối tiếp bình đó, bằng F1 bình cộng với F2 bình. Chúng ta thế số vô nè. 35 bình. F1 là bằng 21 bình cộng với F2 bình. Bấm giùm thầy có F2 là bao nhiêu ha? Dễ thôi mà. Thầy ra được là 28 nha các em ha. Vậy F2 ra là 28 kHz. Hỏi đôi đơn vị. F1 2 là F nối tiếp á, là 35. F1 là 21, đơn vị là kHz. Thì F2 mình cũng tính ra là kHz. Đáp án C ha các em ha. Ok chưa? 30 C ha. Rồi, thầy hướng dẫn chúng ta giải câu số 31. Câu này thì nói chung cũng đọc kỹ đề là dễ dạy lắm.
Rồi, câu 31. Người ta cho chúng ta là một cái mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện C bằng 4 microfarad. Điện tích trên bảng tụ biến đổi điều hòa dưới Q bằng 0,2 nhân 10 mũ trừ 3. Cos 500 pt cộng pi trên 6 coulomb. Giá trị hiệu điện thế giữa hai bảng tụ vào thời điểm 30 ly giây là bao nhiêu? Đúng nào? Vậy mình gọi phương trình này gọi phương trình sau đi. Vậy mình thế t nhỏ vào phương trình sau nhé. Thì chúng ta sẽ có Q nhỏ bằng, dễ làm lắm, bằng 0,2 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với cos của omega là 500 pi. T nhỏ là 3 nhân 10 mũ trừ 3 nhé. Mili giây đổi sang giây nhân mũ trừ 3 nhé. Rồi, cộng với pi phần 6 bằng, bấm máy giùm thầy ha, kết quả là bao nhiêu ha? Thầy phải chuyển máy xì sang ra văn cái đã. 0,2 nhân 10 mũ trừ 3 là nhân với cos của 500 pi nhân với 3 nhân 10 mũ trừ 3 nha. Nhớ là mili giây đổi sang giây nhân mũ trừ 3 nha. Rồi cộng với pi trên 6 bằng, thầy được kết quả là 10 mũ trừ 4 nha các em. 10 mũ trừ 4 và đơn vị của nó theo phương trình là coulomb. Đồng ý chưa? Vậy mình có được điện tích ở thời điểm 30 ly giây rồi, giờ muốn tính hiệu như thế phải không? Thì chúng ta có công thức là Q nhỏ bằng C nhân U. Như vậy thì U nhỏ sẽ bằng là Q trên C. Q mới tính xong là 10 mũ trừ 4 nè. Và chia cho C là 4 nhân 10 mũ trừ 6. Microfarad đổi sang farad là nhân mũ trừ 6 nha, bằng 25V. Cái này nhẩm được. Đồng ý chưa? 25V chúng ta chọn đáp án gì? Đáp án A. Như vậy thì cái bài số 31 này á là chúng ta tính được cái Q nhỏ trước. Rồi chúng ta thấy qua cái phương trình là U nhỏ bằng Q trên C á là chúng ta tính được U nhỏ ra 25V. Ok chưa các em? Lúc này thầy có làm thêm cái kênh trong kênh YouTube là cái phần ẩm thực á, các em nhớ theo dõi kênh ủng hộ thầy nha. Chia sẻ kênh YouTube giúp thầy ha. Rồi, thầy trò mình đến cái câu 32. Một cái mạch dao động LC có omega bằng 10 mũ 7 radian trên giây. Điện tích cực đại là Q0 bằng 4 nhân 10 mũ trừ 12 coulomb. Khi điện tích Q nhỏ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 12 coulomb thì dòng điện có giá trị bao nhiêu? Cái này viết hơi nhỏ nhỏ tí xíu các em ha. Rồi các em bấm máy theo thầy, khỏi chuyển sang bảng phụ nha. Có một công thức chứa danh như sau. Y nhỏ bằng omega căn của Q0 bình trừ Q tức thời bình. Lưu ý là Q0 dùng chữ Q nhỏ, Q lớn dùng cũng được nha các em ha. Omega là 10 mũ 7. Căn của Q0 bình là 4 nhân 10 mũ trừ 12. Tất cả bình trừ cho Q nhỏ bình là 2 nhân 10 mũ trừ 12. Tất cả bình. Ok chưa? Rồi bấm máy cho thầy kết quả ra bao nhiêu ha. Ở đây là 10 mũ trừ 12 tất cả bình, thầy rút ra ngoài làm nhân tử chung. Thì cái này còn 10 mũ 7 nhân với 10 mũ trừ 12 nó ra là 10 mũ trừ 5. Đúng không? 10 mũ 7 nhân 10 mũ trừ 12 ra 10 mũ trừ 5. Còn 4 bình là 16 trừ 2 bình là 4, 16 trừ 4 ra là 12, lấy căn là 2 căn 3. Vậy ra là 2 căn 3 nhân 10 mũ trừ 5 ampe. Cái này nhẩm được ha. Ok chưa? Em đồng ý không nào? 4 bình là 16 trừ cho 2 bình là 4. Đồng ý chưa? Là 12 lấy căn là 2 căn 3. Rồi còn cái số mũ thì nhẩm rồi, ra 10 mũ trừ 7 ha. Cái bấm máy kiểm tra đi. Rồi, ok chưa? Chúng ta đến câu 33.
Câu 33 cho cái gì nào? Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm ion là 0,3 nhân với 0,5 mm chứ, 0,5 mm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màng là 1 mét là D lớn. Này lambda nè, này D lớn nè. Khoảng cách giữa hai nguồn là 2 mm là A nhỏ nè. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên là, đầu tiên là thầy Thanh tính Y cái đã. Y thì bằng lambda nhân D trên A. Lambda là 0,5. D là 1. Và A là 2. Thì nó sẽ ra được là 0,25 mm. Ok chưa? Thầy viết hơi nhỏ quá ha. Thì khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 là 3Y, vân tối bậc 5 là 4,5Y. Vậy nằm ở hai bên, không nào? Ở hai bên mình cộng lại. Mình sẽ có delta X sẽ bằng là 3Y cộng với 4,5Y bằng 7,5Y. 7,5 này nhân với y mình mới nói tính ra 0,25. Rồi bấm máy thầy ra như coi. 7,5 nhân 0,25 nha. Ra là 1,875 mm. Câu B ha, câu B. Các câu rõ chưa? Câu 34. Một cái nguồn ánh sáng đơn sắc có lambda là 0,5 mm đến khe y ân S1, S2 là 0,5 mm là A nè. Có D là 1 mét phải không? Tại M trên màng E cách vân trung tâm 3 mm là vân sáng hay vân tối bậc mấy? Thì cái bài số 34 này á, là đầu tiên là mình tính gì trước? Mình phải tính Y trước ha. Mình tính Y trước. Để thì copy qua thầy giải cho dễ nhìn ha. Viết ly nhí khó viết quá. Bài dễ thôi mà. Rồi chúng ta xem ha, thầy trò chúng ta hoàn thiện nó như sau. Là đầu tiên là mình tính Y trước ha. Y bằng gì? Lambda nhân D trên A. Lambda là 0,5 nè. D là 1 phải không? Và chia A là 0,5 luôn. Này ra được 1 mm. Thì mình muốn biết một vị trí là vân sáng hay vân tối á, cứ lấy x chia cho y. 3,5 và chia cho 1 thì ra 3,5. Mà x trên y ra 3,5 thì nó sẽ là vân tối thứ tư. Đánh lộn rồi. Vân tối thứ tư đáp án gì? Đáp án D. Nếu x trên y mà ra số nguyên là vân sáng, còn x trên y mà ra số nửa nguyên thì nó sẽ là vân tối. 3,5 làm tròn lên sẽ là vân tối thứ tư. Đáp án D nha các em ha. Ok chưa? Rồi, chúng ta đến câu tiếp theo là câu số 35. Câu 35 là một cái nguồn ớt phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng lambda bằng 0,5 micromet đến khe y ân S1 S2 bằng 0,5 mm, D lớn là 1 mét, chiều rộng dùng giao thoa là 13 mm phải không? Tính số dân sáng và số dân tối. Thì cái bài toán này có ba cách làm. Chúng ta bấm máy tính là bấm INT cũng được ha. Cái việc bấm INT là thầy có dạy chúng ta trên lớp rồi, chúng ta tự làm được hoặc tham khảo trên mạng cũng được ha. Nhưng đầu tiên thầy Thanh tính Y nè. Cách này không cần máy tính nè. Y bằng lambda nhân D trên A. 0,5. D là như nào? D là 1. Và A cũng là 0,5. Đồng ý chưa? Vậy ra 1 chứ gì nữa. Rồi, thầy lập tỉ số L trên 2Y. L là bề rộng là 13 nè. Chia cho 2, Y là 1. Thì 13 chia 2 ra là 6,5. Thầy chỉ biết là 6,5 này là N,B. Có nghĩa là N là 6 ấy. N là 6. Ok chưa? Vậy số dân sáng tính thế này. N sáng sẽ là 2N cộng 1. Lúc nào cũng vậy hết á. Bằng 2 nhân 6 cộng với 1 bằng 13. Còn cái phần lẻ mà từ 5 trở lên thì số dân tối sẽ là 2N cộng 2. Còn giả sử chỗ này 64, phần lẻ là 4 á, thì số dân tối nó sẽ là 2N. Nghe, do phần lẻ này là 5 thì số dân tối nó sẽ là 2N cộng 2. 2 nhân với 6 cộng với 2
nó ra 14. Vậy số dân sáng là 13, số dân tối sẽ là 10, 14. Câu A ha. Đồng ý với các em ha, số dân sáng là số lẻ, còn số dân tối là số gì? Số chẵn. Rồi, ok chưa? Rồi, chúng ta đến câu số 36. Đợi tí xíu ha, bài này chắc phải copy qua bảng phụ giải cho thoải mái thôi, chứ lý nhí khó giải quá. À, các em là nhớ dành thời gian học thiệt nhiều để sau này có tương lai nha. Thầy đánh giá những cái người á mà họ thành công từ cái vấn đề học thức á, rất đáng tôn trọng, rất đáng tự hào. Người có trình độ càng cao thì cái cư xử càng lịch thiệp và càng bản lĩnh ha. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe giòn, y ân là giòn á, S1, S2 là 1 mm, khoảng cách giữa hai khe ánh màng là 2 m, bước sóng là 0,5 micromet, x là điểm cách điểm m cách dân trung tâm trên màng đến dân trung tâm ha. Muốn m là dân tối thứ hai thì dễ lắm, dân tối thứ hai thì cách văn trung tâm là 1,5 y, đúng nào? Vậy thì vẫn phải tính y trước thôi. Thầy thường hay tính riêng à, y thì bằng lambda d trên a, bài này dễ. D là 2, a là 1 luôn, đúng nào? A là S1 S2 á, ra được là 1 mm. Vậy thì điểm m là dân tối thứ hai thì nó sẽ là 1,5 y, xm là 1,5 y. Ví dụ dân sáng bậc 2 là 2 y, nhưng dân tối thứ hai là 1,5 y ha, lùi là một nửa, 1,5 × 1 thì nó ra là 1,5 mm. Ok chưa? Đáp án mình chọn câu A nhé. Câu A. Câu 36 mình chọn A nha các em ha. Rồi chúng ta đến câu số 37. Rồi chúng ta tham khảo cách giải ở đây. Chúng ta nhớ là chia sẻ kênh YouTube giúp thầy nha. Ngày mai là thứ hai, kem kiểm tra giữa kỳ được không nào? Một mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm 2 mH, tụ điện có C là 0,8 μF, cường độ dòng điện đạt cực đại I0 là 0,5 A. Ở thời điểm dòng điện qua cuộn cảm là 0,3 A, thì hiệu điện thế là bao nhiêu? Có I0, I nhỏ, có L, có C, phải không? Tính U. Chúng ta có công thức là U nhỏ bình vuông bằng L trên C. Đây là tuyệt chiêu của thầy mà. Y0 bình trừ Y tức thời bình. L là 2 x 10 mũ trừ 3. Thầy biết chữ xấu quá. C là 0,8 nhân cho 10 mũ trừ 6 ha. Mở ngoặc ra Y0 bình là 0,5 bình trừ cho 0,3 bình. Bấm máy giùm thầy ha. Bấm máy cũng dở nữa. Thì ra được là U nhỏ bình vuông bằng 400. U nhỏ bình bằng 400, đúng nào? Vậy mình lấy căn mình được U nhỏ sẽ bằng là căn 400 ra 20 V. Cái này khỏi bấm máy thì nhẩm được. Câu A ha. Rồi 37A, cái trò rõ chưa? Rồi chúng ta đến câu tiếp theo ha. Vậy thì chúng ta dùng tuyệt chiêu U nhỏ bình vuông bằng L lớn trên C lớn, mở ngoặc ra Y không bình trừ Y nhỏ bình là xong. Đồng ý chưa? Chúng ta đến câu số 38. Câu này cũng khá dễ đây. Nếu thầy có thời gian là cỡ câu câu nào chăng nữa, thầy cũng ráng tìm được cái bài giải để mà thầy giải cho chúng ta.
Còn giờ không có thời gian, câu nào giải mà tốn thời gian nhiều quá, có khi thầy không có giải với em ha. Ok chưa? Cái đề này thầy ráng thầy giải hết cho ông ta. 38 dòng điện trong mạch có biểu thức Y bằng Y0 sin 100 pt trong thời gian từ 0 đến 0,101 giây. Cường độ dòng điện có giá trị 0,5 Y0 vào những thời điểm nào? Thì đầu tiên là thầy nói là chúng ta thường hay sử dụng hàm cos đúng không? Vậy sin đổi sang cos là trừ pi trên 2. Thầy Thanh viết lại nè, Y bằng Y0 cos 100 pt sin đổi sang cos là trừ pi trên 2 đi. Biết tại sao đổi sang pi trên 2 không? Đợi bởi vì thầy trò mình học thuộc bốn giá trị phi đặc biệt á, là áp dụng cho hàm cos. Đồng ý chưa? Như vậy đầu tiên á là thầy đã tìm được là phi bằng trừ pi trên 2 rồi. Đúng không? Phi bằng trừ pi trên 2 thì suy ra là cái gốc thời gian là ở đâu? Ở cái vị trí cân bằng và theo chiều dương. Ok chưa? Đó. Vậy chất điểm nó sẽ có cái cường độ, dòng điện sẽ có cường độ 0,5 Y0 về những thời điểm nào, khúc nào? Rất dễ. Thầy tính T lớn cái đã. T lớn bằng 2 pi chia omega. Thì 2 pi mà chia 100 pi nó ra 1 phần 50. Ok chưa? Rồi vẽ trục thời gian ra. Lưu ý nghe, thầy gọi trục này là trục Y nhé. Trục Y. Trục Y. Đó. Đây là 0 nha. Là vị trí cân bằng. Chỗ này là Y0 trên 2. Tức là 0,5 Y á. 0,5 Y0 á. Đúng nào. Y0 trên 2 là 0,5 Y0. Chỗ này là Y0. Thầy nhắc lần nữa nè. Vì do phi bằng trừ pi trên 2, bên đây khỏi cần vẽ. Phi bằng trừ pi trên 2 đúng nào? Gốc thời gian qua vị trí cân bằng theo chiều nào? Theo chiều dương. Đó, qua đây. Chúng ta vẽ nè. Từ đây qua đây. Nó sẽ đến chỗ Y0 trên 2 được một lần. Mà mình đi cần đi lần thứ mấy? Cần đi lần thứ hai đúng nào? Thì vẽ màu đen đi. Tiếp tục. Tới biên dương quay ngược lại đủ hai lần. Ok chưa? Đủ hai lần rồi. Như vậy thời gian lần 1 từ 0 cho đến Y0 trên 2 là T lớn trên 12. Vậy thì sẽ có được T1 sẽ bằng T lớn trên 12. Đồng ý chưa? Bằng T lớn là 1 phần 50. 1 phần 50 chia cho 12 để ra 1 phần 600. Đây là lần số 1 nha. Còn cái lần số 2 thì chúng ta lưu ý nè. Thời điểm T2 sẽ bằng là T1 cộng từ chỗ Y0 trên 2 đến Y0 là T trên 6. Quay ngược lại là T trên 6 đúng không? T trên 6 cộng T trên 6 sẽ ra T trên 3. Vậy T2 bằng T1 cộng T lớn trên 3. T1 là 1 phần 600. Cộng T lớn trên 3 là 1 phần 150. Ok chưa? Thì cái này nó sẽ ra được là 5 phần 600. 5 phần 600 giây. Vậy đáp án mình chọn là đáp án gì? Đáp án B. Đồng ý chưa? Như vậy thì chúng ta lưu ý nè, cái này chúng ta phải tìm cho thầy cái gì? Chúng ta phải tìm cho thầy cái gốc thời gian đặc biệt. Đồng ý chưa? Rồi ok chưa? Chúng ta phải tìm được phi đặc biệt. Rồi từ cái gốc thời gian chúng ta đi đến chỗ Y0 trên 2 là chúng ta sẽ mất cái thời gian là T lớn trên 12. Đó là qua cái chỗ đó lần 1 là T lớn trên 12. Rồi tiếp tục tới biên dương, rồi biên dương quay lại chỗ đó lần nữa là cộng thêm T lớn trên 3. Thì chúng ta tính được thời gian á, thời điểm đi qua lần 1, lần 2 sẽ là 1 phần 600 và 5 phần 600. Ok chưa? Đáp án B ha. Rồi chúng ta đến câu số 39. 39.
ra 39 này dễ. 39, thầy lỡ thì chỉ hết cho ông ta 39 và 40. Có gì khó khăn đâu. Thầy chỉ tiếc bữa hôm trước là thầy quay xong cái đề số 5 xong là thầy lỡ bấm xóa vĩnh viễn, tức gì đâu. Mà gặp lúc này không có thời gian nhiều để quay cho chúng ta. Câu 39 là trong thí nghiệm Y-ân về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màng là 2 m. Nếu chiếu đồng thời hai đơn sắc lambda 1 và lambda 2 0,4 0,5 mm phải không? Cho bề rộng dùng giao thoa là 9 mm. Số vị trí vân sáng trùng nhau là nhiều. Chúng ta đã tính được số vân sáng ở trên phố nào, thì giờ tính số vân sáng trùng nhau cũng tương tự vậy thôi, chỉ cần tính thêm y trùng nữa là được. Mà muốn tính y trùng thì thầy Thanh tính lambda trùng. Này thầy có chỉ rồi ha, LCM. Mở ngoặc ra lambda 1 là nhiêu? 4. Đây 0,4 nè, mình nhân cho 10 ra 4, này nhân 10 ra là 5. 0,5. Bấm máy ra là 20. LCM ha, mỗi số chung nhỏ nhất của 4 và 5 là 20. Nhưng mà lúc nãy thầy nhân 10 để ra số nguyên của nào, giờ phải chia lại 10. Vậy 20 chia 10 ra nhiêu? 2 micromet. Sau khi có lambda trùng thì thầy Thanh tính là y trùng. Y trùng bằng gì? Lambda trùng nhân d và trên a. Lambda trùng là 2 nè, d là 2 nè và a là 1 mm. Vậy y trùng ra 4 mm. Ok chưa? Như vậy tính số vân sáng trùng nhau. Bây giờ mình có y trùng rồi mình tính số vân sáng trùng nhau. Thì mình cứ tính n sáng trùng nhau. Đúng nào? Bằng bao nhiêu? Thì vẫn lập tỉ số L trên 2 y trùng. L là nhiêu? Là 9. Chia cho 2. Y trùng là 4. Đúng nào? 9 chia 8 là nhiêu? Một phẩy một hai năm đúng nào, 1,1 thôi, đồng ý chưa? Cái này bằng n phẩy b nè, bằng n phẩy b. Vậy n chính là 1 ha. Vậy thì số vân sáng trùng nhau sẽ là 2 nhân với n cộng 1 ra là 3. Đúng nào, 2 nhân 1 cộng 1 ra 3. Câu A. Như vậy đầu tiên là chúng ta phải tính cái gì? Đầu tiên là chúng ta phải tính cho thầy là gì? Là cái thằng lambda trùng, rồi tính với thầy thằng y trùng, đồng ý chưa? Rồi sau đó là chúng ta tính cho thầy là số vân sáng trùng nhau y hệt cách giải kia. Ok chưa? Rồi câu 40. Câu này giải nhiều lần hơi cực đây. Rồi chúng ta xem thầy hướng dẫn ta giải câu 40 ha. Câu này là cũng bấm LCM nè. Nhưng cái này là 042, 056, 063 phải nhân căm ha. Nhân căm bấm xong phải chia lại căm nha. Rồi trong thí nghiệm Y-ân về giao thoa ánh sáng, khe hẹp phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Trên màn trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm. Nếu hai bức xạ cho vân sáng, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau, ta chỉ tính một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là như vậy. Đi tính số vân sáng đúng nào, nhớ là hai vân sáng trùng nhau tính một vân sáng thôi. Số vân sáng quan sát được là cũng dễ thôi. Đầu tiên là thầy Thanh tính lambda trùng bằng LCM. Cái đặc biệt tí xíu là mở ngoặc ra thì ghi nè, LCM lambda 1 phẩy lambda 2 phẩy 15 lambda 3 bằng. Các em nhớ cho thầy nè, cái này phải nhân căm nha. Thầy ghi nè, LCM mở ngoặc ra LCM lambda 1 là 42 phẩy lambda 2 là 56. Đóng ngoặc lại phẩy lambda 3 là 63. Bằng bao nhiêu? Bấm bằng bao nhiêu phải chia lại cho trăm nha. Nhớ nhân trăm phải chia lại trăm nha.
Thì được 504. 504 và phải chia là 100. Và nó ra là 5,04. Ok chưa? Rồi bây giờ sau khi tính lambda trùng thì Thanh tính K1. K1 ngay chỗ trùng nhau á, lấy lambda trùng và chia cho lambda 1 bằng chia cho lambda 1 là ra 12 ha, lấy lambda trùng chia lambda 1 sẽ ra được là K1 12. Còn về cái vấn đề thì nó luôn nè, thầy nói thẳng luôn cái thằng K2, K3 em tính tương tự gì cũng được, đồng ý chưa? Nhưng thầy nghĩ không cần thiết đâu. Bây giờ chúng ta xem thầy Thanh làm nè. Bây giờ xét một trùng 2 thì thầy có K1 trên K2. K1 trên K2 thì bằng lambda 2 trên lambda 1. À, thế số thầy ha. Bốn phần ba, chúng ta nhân làm sao mà cho K1 ra 12. 8 trên 6 nhân đôi lên rồi nhân 3 lên là 12 trên 9. Như vậy thì K1 là tới giá trị 12 rồi, mà nếu K1 là 12 thì K2 là nhiêu? K2 là 9, đúng nào? Rồi tiếp tục mình lập tỷ số K2 trên K3. K2 trên K3 tức là 2 trùng 3 thì bằng lambda 3 trên lambda 2 bằng 9 trên 8. Ồ, 9 trên 8 luôn. Vậy có nghĩa là K2 là 9 nè, và K3 là nhiêu? Là 8. Vậy còn cái gì nữa? Còn lại là 1 trùng 3. Vậy K1 trên K3 thì nó bằng lambda 3 trên lambda 1. Các trò thế số vô ha. Ra 3 phần 2. 3 phần 2. Vậy mình phải nhân làm sao K1 cho tới 12 thì dừng lại ha. Vậy nhân 2 lên là 6 trên 4. Nhân 3 lên là 9 trên 6. Nhân 4 lên là 12 phần 8. Ok chưa? Đó. Như vậy chúng ta nhìn lại cho thầy. Vậy bây giờ K1 là 12, K2 là 9, K3 là 8. Hợp lý chưa? Rất hợp lý rồi đúng nào? Vậy chúng ta tính số dân sáng như sau. Thì đổi màu xanh đi. Rồi, màu đỏ cũng được. Vậy số dân sáng sẽ bằng là K1 là 12 cộng K2 là 9 cộng với K3 là 8. Đúng nào? Trừ đi 3. Tại sao trừ 3? Ngay chỗ trùng nhau là có 3 dân sáng mà chúng ta chỉ tính là trong khoảng giữa thôi, nghĩa là không tính ngay chỗ trùng. Đúng không? Ngay chỗ 3 dân sáng trùng nhau mất đi 3 dân, trừ 3. Rồi tiếp tục ta nhìn nè. 1 với 2 trùng nhau, một chỗ nè, hai chỗ nè. 2 với 3 bên trong không có phải không? Nhưng mà 1 với 3, một chỗ nè, hai chỗ nè, ba chỗ nè. Vậy cộng lại là 1 2 3 4 5. Vậy 5 chỗ trùng nhau là chúng ta 5 chỗ trùng nhau là 10 dân, 10 dân mà mất đi bao nhiêu? À, mất đi 5 dân đúng nào? 5 chỗ trùng nhau tính có 5 dân sáng thôi thì mất 5 dân đúng nào? À, như vậy thì trừ đi 5. Đồng ý chưa? Thầy hướng dẫn lần nữa nè. Số dân sáng sẽ là lấy K1 cộng K2 cộng K3 trừ 3, tại ngay chỗ trùng mất 3 dân. Còn tại sao trừ 5? Chúng ta xem nè. 1 với 2 trùng nhau một chỗ, hai chỗ, hai chỗ trùng. 2 với 3 bên trong không có. 1 với 3, một chỗ trùng, hai chỗ trùng, ba chỗ trùng. Vậy có tất cả là 5 chỗ trùng nhau. Vậy 10 dân sáng tính được 5 dân sáng thì mất 5 dân sáng nên trừ 5. Vậy số dân sáng thầy trò mình tính được sẽ là 21. Mà 21 là đáp án gì? Đáp án C. Ok chưa? Rồi như vậy thầy vừa hướng dẫn chúng ta giải chi tiết xong đề ôn giữa kỳ số 2. Ok chưa? Và sau khi đăng YouTube xong, thầy sẽ giải cho chúng ta đề tiếp theo. Nhớ follow kênh YouTube và chia sẻ kênh YouTube giúp thầy nhé. Xin chào.